Tại sân vận động thuộc trung tâm thể thao Viettel. Trên màn hình của quý vị và các bạn là đội hình xuất phát của U21 Sông Lam Nghệ An. Chắc chắn rồi, đây sẽ là đội hình xuất phát mạnh nhất, đội hình tối ưu của U21 Sông Lam Nghệ An sau 3 trận đá đấu với 2 trận thắng và 1 trận thua. Và đây là đội hình xuất phát của U21 BKMX Bình Dương. Như vậy là trong hiệp 1 của trận đấu này thì U21 Sông Lam Nghệ An trong bộ trang phục áo vàng quần vàng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Quả đá phạt rất đẹp mắt, người ghi bàn cho U21 Bình Dương là cầu thủ mang áo số 19 Vũ Đức Duy. Người thực hiện quả đá phạt vừa rồi không phải là đội trưởng mà là cầu thủ mang áo số 19 của U21 Bình Dương. Cú đá phạt bằng chân trái khá đẹp mắt của cầu thủ Vũ Đức Duy. 1-0 cho U21 Bình Dương. Mai Sĩ Hoàng đã đoạt lại được bóng rồi, phản công. Phạm lỗi và như vậy là sẽ có penalty. Một pha phạm lỗi phía sau rất lộ. Hình như cầu thủ bị phạm lỗi là Ngô Văn Lương. Và cầu thủ đang ôm quả bóng trên tay là Trần Mạnh Quỳnh. Vào! Một đều cho U21 Sông Lam Nghệ An. Những nỗ lực đã được đền đáp. Phút thứ 43 của trận đấu. Bàn thắng này sẽ rất quan trọng đối với U21 Sông Lam Nghệ An. Và có thể sẽ là bàn thắng bản lề cho cả trận đấu, cho cả hiệp 2 phía trước. Đây là bàn thắng thứ 3 của cầu thủ Trần Mạnh Quỳnh ở giải đấu này, giải đấu năm nay. Khoảng cách giữa đội đứng đầu bảng và các đội tiếp theo chỉ là một trận thắng mà thôi. Vì vậy cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả các đội. Không có gì khó khăn đối với thủ môn Văn Bá. Trần Ngọc Ánh. Rất hay. Thủ biên rất hay. Đường truyền đáng tiếc là đường truyền của Trần Ngọc Ánh là hơi non. Phạm lỗi. Mai Sĩ Hoàng đã khiến cho cầu thủ mang áo số 19 Vũ Đức Duy của Bình Dương phải phạm lỗi ở một vị trí ngay sát vòng 16m50. Có rất nhiều sự lựa chọn cho Lý Xuân Tiến. Bóng đi trúng đầu của cầu thủ Bình Dương. Chạm tay rồi, như vậy là bóng đã chạm tay. Rất rõ ràng. Bóng chạm tay một cách rõ ràng rồi. Va đâu? Vâng, nếu như mà U21 này có va thì chắc chắn là trọng tài sẽ có được nhận định chuẩn xác. Cú phá bóng ngụt của cầu thủ Bình Dương xảy ra rất nhanh và trọng tài chính đã không thể theo kịp được tình huống vừa rồi. Và các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An cũng tập trung cho trận đấu mà không cần phải quá quyết liệt trong việc khiếu nại làm gì. Đó là một sự chuyên nghiệp cần thiết. Rất tốt, Trần Mạnh Quỳnh. Trần Quốc Thành. Suýt chút nữa thì 2-1 và người dứt điểm có lẽ là Trần Ngọc Ánh. Một tình huống nhả bóng, phối hợp nhả bóng và dứt điểm cận thành của Trần Ngọc Ánh. Và cũng phải dành những lời khen cho pha phản xạ của thủ môn bên phía Bình Dương. Phạm lỗi rồi. Người bị phạm lỗi là Trần Mạnh Quỳnh.
Cú đá thẳng của Mai Chí Hoàng, bóng đi rồi cột dọc hai lần, rút sang ngang hai lần. Đúng là không hề may mắn cho U21 Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày hôm nay. Cú đá phạt đầu tiên bóng đi rồi cột dọc, và cú đánh đầu tiếp theo của một cầu thủ Sông Lam Nghệ An lại đi rội xà ngang bay ra ngoài. Đinh Xuân Tiến, các cầu thủ Bình Dương không ngại thực hiện những tình huống phạm lỗi để tìm mọi cách ngăn được đường vào khung thành ở một khoảng cách giống hệt như tình huống mà Mai Chí Hoàng đã đưa bóng đi dội cột dọc không vào. Cú đá phạt tốt nhưng lại đi chệch cột dọc. Trần Ngọc Ánh, rất tốt. Đây rồi, Trần Quốc Thành. Không được. Bóng được treo vào trong. Đây rồi. Không được. Không hề có lỗi. Để con em biên. Bù giờ đầu tiên. Thời gian bù giờ của hiệp hai là 5 phút. Rồi. Và hai một cho U21 Sông Lam Nghệ An, và người lập công là Đinh Xuân Tiến. Phút bù giờ kỳ diệu đã đến với các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An và nỗ lực không biết mệt mỏi. May mắn có thể không đứng về phía các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An, nhưng các cầu thủ, các học trò của huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã không hề bỏ cuộc trong những giây cuối cùng của trận đấu. Bây giờ thì cầu thủ nào ghi bàn cũng không quá quan trọng rồi, tỷ số là 2-1. Tuyệt vời, một cảm xúc có phải cũng phải nói là đã được dồn nén trong suốt khoảng thời gian của hiệp 2. Người thực hiện quả đá phạt cho U21 Sông Lam Nghệ An sẽ là Mai Sĩ Hoàng. Chỉ còn tính bằng giây nữa thôi. Như vậy là trọng tài đã nổi tiếng gọi kết thúc trận đấu giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Bình Dương. U21 Sông Lam Nghệ An đã lội ngược dòng đầy ngoạn mục và đầy bản lĩnh, và một tinh thần thép đã được thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay.